Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì nhằm tạo một sân chơi bổ ích và lành mạnh cho tất cả các bạn học sinh yêu thích về lĩnh vực quay phim và làm clip ca nhạc, thì hôm nay công ty Duy Học Tân Đại Dương sẽ tổ chức một cuộc thi quay MV dựa trên nền nhạc là Ngời Sáng Tương Lai sẽ có sẵn và cung cấp cho tất cả các bạn. Và đây thì hứa hẹn sẽ là dịp để tất cả các bạn trẻ năng động có thể tự tin thể hiện một sản phẩm với phong cách của riêng mình và nhận những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn dành cho người thắng cuộc. Và các bạn nên lưu ý rằng thì thời gian của cuộc thi sẽ phát động từ ngày 4 tháng 5 cho đến hết ngày 31 tháng 8 vào năm 2015. Và thể lệ và quy định của cuộc thi đó là yêu cầu đó là cá nhân hoặc là nhóm thì có thể sáng tác và gửi dự thi một hoặc là nhiều đoạn clip khác nhau trong cùng một thời điểm. Và người đăng ký clip dự thi phải là cá nhân hoặc là đại diện của nhóm và đặc biệt là không giới hạn số người tham gia trong một nhóm. Và clip dự thi thì các bạn có thể được quay như là từ máy ảnh kỹ thuật số nè, điện thoại di động, máy quay phim cá nhân hay là máy chuyên nghiệp, tất cả đều được hết. Và các bạn không được sao chép clip nào có sẵn hoặc là trùng lặp, tương tự cũng như sẽ gây nhầm lẫn với những cái clip khác của mình. Và như vậy thì nó sẽ không có thể hiện được cái tính riêng của cái clip của các bạn. Và các thông tin đăng ký dự thi của cái clip của mình thì phải thật sự là trung thực. Và những clip dự thi thì các bạn có thể gửi đến tham gia ở cuộc thi quay clip khác, nhưng mà yêu cầu là các bạn chưa được đoạt giải. Và có một vấn đề là lưu ý các bạn là clip phải có cái intro phần đầu, đó là hình ảnh tham dự cuộc thi Ngời Sáng Tương Lai cùng với Duy Học Tân Đại Dương. Thì các bạn sẽ lấy hình theo một cái link ở trong fanpage của Duy Học Tân Đại Dương. Và đây sẽ là những hình ảnh mà các bạn có thể quan sát thử nhé. Với cách thức dự thi đó là với độ dài từ 3 cho đến 5 phút, các bạn hãy lên ý tưởng và thực hiện clip với nội dung đúng theo cái chủ đề và lòng cái bài nhạc đó là Ngời Sáng Tương Lai có sẵn. Thì sau đây các bạn hãy cùng với Bảo Trâm lắng nghe một đoạn nhạc ở trong bài Ngời Sáng Tương Lai nhé. Du học Tân Đại Dương đi khắp phương trời, du học ngày mai tương lai tràn trên đôi tay chúng ta. Du học Tân Đại Dương mang đến hy vọng cho bạn niềm tin, cho bạn ánh sáng của ước mơ. Du học Tân Đại Dương, thế giới trong tay bạn. Du học cùng tôi, cùng bạn bè trên khắp năm châu. Du học Tân Đại Dương, đem đến những khát vọng. Nếu muốn thành đạt, hãy đến với chúng tôi. Du học Tân Đại Dương. Sau khi clip của chúng ta hoàn thành thì tất cả các bạn hãy tải cái video clip lên trên cái tài khoản youtube.com. Sau đó thì các bạn hãy up cái đường link này lên trên Facebook của người dự thi. Và các bạn gửi cái đường link YouTube này cũng như là Facebook của các bạn đến với lại email là thevoicetdd@gmail.com. Và clip dự thi sẽ được coi là hợp lệ khi mà người dự thi gửi đầy đủ tất cả các thông tin yêu cầu về ban tổ chức và sẽ cam kết là tuân thủ thể lệ cuộc thi để có thể hoàn tất được các thủ tục đăng ký. Và các bạn sẽ nhận được email xác nhận từ ban tổ chức gửi về cho mình. Và trong cái email gửi thì các bạn phải ghi rõ tên nhóm, nhóm trưởng, số chứng minh nhân dân của nhóm trưởng cũng như là địa chỉ, email liên hệ, số điện thoại di động. Thông tin này thì sẽ được xác nhận khi mà để các bạn nhận giải. Và cái điều rất là đặc biệt mà tất cả các bạn đang quan tâm thì đó chính là về giải thưởng. Thì giải thưởng thì sẽ do ban tổ chức cũng như là người xem bình chọn. Thì ban tổ chức cũng sẽ dựa vào các tiêu chí như là yếu tố về nội dung nè, yếu tố sáng tạo, yếu tố kỹ thuật của cái clip của bạn. Và số điểm thì dựa vào 50% là do ban tổ chức và 50% sẽ dựa vào lượt xem trên YouTube và cái lượt like cái clip đó. Thì về giải thưởng cơ cấu sẽ là một giải nhất trị giá là 4 triệu đồng, một giải nhì là 2 triệu và một giải ba sẽ là 1 triệu đồng. Và thời gian trao giải thì nó sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2015. Địa điểm đó là tại công ty Du học Tân Đại Dương, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và các bạn hãy lưu ý rằng là giải thưởng sẽ có giá trị trong thời hạn 1 tuần kể từ ngày trao giải. Nếu mà sau thời hạn 1 tuần nhóm trúng giải mà không đến nhận thì xem như giải thưởng này sẽ bị hủy. Và công ty Tân Đại Dương hy vọng sẽ nhận được những sự tham gia nhiệt tình của tất cả các bạn, cũng như sẽ mang đến một sân chơi rất là bổ ích, những cái cơ hội cũng như là trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình giao lưu và học tập, cũng như là trao đổi kinh nghiệm làm những clip ca nhạc cùng với tất cả các bạn trên khắp cả nước. Và mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với lại ban tổ chức qua fanpage là Du học Tân Đại Dương hoặc là số hotline 0838484879. Và bây giờ chúng ta hãy bắt tay ngay vào để thực hiện và gửi về cho chương trình tất cả các bạn nhé. Xin chào.